Trời đất quỷ thần ơi, bên mình là đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng là sự thật nha mọi người. Trời ơi, nhiều bạn nhắn tin, nhiều bạn mắc cười lắm trời. Giống như mình làm video, mình quảng cáo, mình nói giống như là mình đang nói dối vậy mọi người. Bạn nói, ủa có đến tận nhà lấy hàng thiệt không anh? Trời ơi, bên mình là đến tận nhà mọi người lấy nha. Đặc biệt là những bạn trong Tokyo, thậm chí bên mình còn lấy lúc nửa đêm luôn. Ví dụ như cái đơn của bạn này nè, bạn đi làm đêm mà do là bên mình full địch lấy hàng nó tới tối, tới bây giờ mịt mù mình quay cái video mọi người thấy không, còn tối thui luôn á, mà cũng vẫn phải đến nhà của bạn lấy là tại cơ bản là đã hạn lịch rồi. Thứ hai nữa là khi bên mình đến nhà mọi người lấy á, là sẽ làm sao để bố trí mà thuận tiện chạy qua đôi bên, cho nên mọi người bận quá mà không có thời gian cứ để hàng trước cửa như thế này nè, tụi mình tới tụi mình lấy cho không sao hết á, lấy xong tụi mình nhắn tin tụi mình xác nhận cho nên cứ thoải mái nha. Đấy, cho công việc mà bên mình đến nhà mọi người lấy hàng là thật sự là có đến lấy và lấy tặng nhà luôn, cho nên là cái này là lời là gọi là sao sự thật nha, chứ bên mình không phải làm video để câu view câu like đâu nha. Đây, bạn này gửi cho bên mình là con robot hút bụi đó mọi người, mà tụi mình đến lấy á, là lúc này lúc 12:30 rồi, là nửa đêm luôn mọi người thấy không, trời cảnh tối ôm luôn ấy, cho nên là những bạn nào gửi hàng bên mình đó cứ nhắn tin là bên mình sẽ có nhân viên đến nhà lấy cho mọi người nha.